Tối ngày 7 tháng 10, hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân trên quốc lộ 1A được mở thông để người dân từ tỉnh phía Nam chạy xe máy về quê. Trong đêm ngày 6 tháng 10 và rạng sáng ngày 7 tháng 10, đã có khoảng 1.000 người và phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân theo hướng từ Nam ra Bắc. Để các đoàn xe máy được di chuyển trong hầm, đơn vị quản lý vận hành hầm phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng cho xe ô tô lưu thông hết ra khỏi hầm và chặn các xe ô tô khác ngay từ đầu tuyến đường dẫn. Ngoài ra, các công tác đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ người dân đều được chuẩn bị kỹ càng. Ông Võ Ngọc Trung, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Vận hành hầm Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng cho biết, đây là lần đầu tiên hầm Hải Vân cũng như ba hầm còn lại được mở cho người dân chạy xe máy xuyên qua. Sau này, quy trình vận hành hầm có thể bổ sung việc cho người dân đi xe máy qua hầm trong những tình huống đặc biệt.